Xin chào anh em. Vào một buổi chiều, mình lại tiếp tục đi rừng để thăm những cái bẫy của mình đã sau được 3 ngày rồi. Không biết là kết quả có vào được em nào hay không. Thì mình hiện giờ là đang ở gần cái khu bẫy rồi nha anh em nhé. Và mình sẽ đưa anh em cùng mình để đi rừng, trải nghiệm rừng và thăm những cái bẫy. Hôm nay là ngày cũng là 13 Tết rồi. Thì từ Tết đến giờ cũng chưa được em thú nào, chưa được em hàng nào to. Và hy vọng là hôm nay sẽ được một em gà hay là em gì đó để về làm một nồi lẩu nha anh em nhé. Và mình đã gần đến cái bẫy đầu tiên rồi. Cái bẫy đầu tiên là cái bẫy dây. Cái bẫy dây đã trước mặt mình nhá anh em nhá. Đây. Cái bẫy dây đã móm rồi anh em ạ. Cái bẫy dây thứ hai nhé. Cái bẫy dây thứ hai móm rồi anh em ạ. Lại tiếp tục móm. Cái khu vực này là mình đặt là đa số là bẫy dây. Bởi vì là trước là mình đã gặp được một cái đàn gà lôi. Nó đang ở cái khu vực này. Vì vậy là mình đặt bẫy dây là chủ yếu. Có dấu vết của chồn bạc má ủi này anh em này. Khô như thế này nhưng mà vẫn có chồn bạc má đi lại. Cái bẫy dây của mình đã bật anh em ạ. Cái bẫy dây của mình đã dính em gì đó và bị đứt dây rồi anh em ạ. Nó làm tung hết cái khu vực này này. Đây, cái chỗ cài đây. Và đây là cái cần bật của mình. Nó quấn vào cái khu này, cái dây này và nó quẩn cho nát hết anh em ạ. Không biết là đã vào hàng gì rồi, rất là tiếc luôn. Đây, nó làm cái cần bật bị gãy nha anh em nhé, rất là tiếc luôn. Và nó làm đứt dây này, cái này chắc cá mèo rồi anh em ạ. Nó quẩn cái khu này nát bét hết này. Rất là tiếc luôn anh em ạ. Nhưng mà cái dây của mình là cáo mèo là không chịu được. Cày hương thì là cái răng nó to và nó không sắc bằng cái răng của cáo mèo thì nó vẫn giữ được, nhưng mà cái răng cáo mèo thì nó nhỏ, nó sắc hơn thì không chịu được anh em ạ. Rất là tiếc luôn. Đây, cái chỗ gài bẫy của mình ở đây. Mình khơi một cái đường lên đây này. Và đã dính rồi nhưng mà bị sổng rồi anh em ạ. Rất là tiếc. Thôi và mình sẽ đi thăm tiếp. Hôm nay mình lại không nhớ mang theo cái bao nào để nếu mà vào con gì thì cũng chịu thôi.
Vậy là đã bị trượt một em rồi, không biết em gì, cũng hơi tiếc ở đây anh em ạ. Thời tiết này thì khô rất là lâu rồi, không có ít mưa nào, được tầm tháng hơn rồi. Đây, cái bẫy dây của mình nhé, vẫn tiếp tục móm rồi anh em ạ. Và đây một cái nhé. Cũng muốn móm tiếp rồi. Ở dưới này có một cái bẫy dây và một cái bẫy cảm nha anh em nhé. Đây là cái bẫy dây này. Móm rồi. Toàn bị móm anh em ạ. Hình như bẫy mình đã dính vào em gì rồi. Bẫy mình đã bật anh em ạ. À, dính được một em chuồn bạc má rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Một em bạc má nhưng mà em này nhỏ thôi anh em ạ. Em này nhỏ thôi. Tuyệt vời rồi. Khá là lâu không dính được à, em chồn nào. Và hôm nay không ngờ lại à, được một em bạc má. Tuyệt vời rồi, tuyệt vời rồi. Em này bé thôi. Đây. Tuyệt vời rồi anh em ạ. Và mùa này đã chuẩn bị là có rất nhiều ruồi. Và mùa này là chuẩn bị là không bẫy được nữa rồi anh em ạ. Bẫy phải đi thăm liên tục, không thì nó sẽ giòi rất là nhanh. Tuyệt vời rồi. Mình lại không mang theo cái gì để đựng. Cái hồ bẫy của mình ngay đây nhé. Ổn rồi anh em ạ. Con này chắc là tầm 1 cân thôi. Mình sẽ phải lấy cái gì về buộc chân và xách nó về thôi. Hoặc là cầm cả cái bẫy này về thôi anh em ạ. Mình chủ quan lại đi thăm lại không mang theo cái gì để đựng. Rất là chán luôn. Và mình sẽ buộc cả cái chân sau vào và xách thế này xuống đến xe thì mình mới tìm cái gì để đựng và ngày mai mình mới lại gài được cái bẫy này. Con này cái mồm nó rất là ác. Và mình sẽ tạm dừng để mình tìm cách bắt nó nha anh em nhé. Không ấy thì phải buộc cái tay áo và cho vào cái tay áo tạm đã. Để về rồi mình hắn giặt áo sau. Thôi mình sẽ tạm dừng để mình tìm cách nhé anh em nhé. Vậy là mình đã bắt xong anh em ạ. Đành phải cho vào cái tay áo thôi.
hết cách rồi. Cầm sách đi thì cũng không phải là dễ dàng gì. Và mình đã cho vào cái tay áo và buộc để hở một ít đầu. Đầu cái tay áo để nó hở hở ra đây. Để nó khỏi ngạt. Và giờ mình sẽ gài lại và hy vọng là sẽ có một em nữa đi theo. Thường thường cái mùa này là vào một con là sẽ vào hai con nha anh em nhé. Cũng chỉ là hy vọng là như vậy thôi, còn cũng chưa biết trước được điều gì. Và giờ mình sẽ tạm dừng để mình gài lại cái bẫy và mình sẽ đi thăm tiếp mấy cái bẫy ở bên trên nữa. Vậy là mình đã gài xong nhé. Và mình sẽ tiếp tục đi thăm tiếp một số cái bẫy nữa ở bên trên nữa nhé. Vậy là ổn áp rồi, được một em về làm nồi lậu rồi, rất là tuyệt vời. Cái bẫy dây trước mặt nha anh em nhé. Móm này anh em ạ, không bật nha. Cái bẫy cạm nha anh em nhé. Móm rồi, lại không bật. Đây có một cái bẫy cạm nha anh em nhé. Lại móm rồi. Từ cái đợt trước Tết thì mình cũng gặt hái cá khá là nhiều thành công. Và sau cái đợt Tết thì cũng hôm nay mới bắt đầu gọi là mở màn được một em chồn bạc má thôi. Cũng móm khá là lâu rồi. Và một cái bẫy dây nhá anh em nhé. Cái bẫy dây cũng không bật. Vậy là chỉ còn 2-3 cái bẫy nữa thôi là sẽ kết thúc chuyến thăm bẫy của mình rồi. Không biết là có còn may mắn được em nào nữa hay không thì cũng không biết được. Và mình sẽ đưa anh em cùng mình để đi thăm hết những cái bẫy. Và đây một cái bẫy nha anh em nhé. Cái bẫy cạm. Móm rồi anh em ạ. Lại một cái bẫy dây nữa này. Móm rồi. Và chỉ còn một cái bẫy dây và một cái bẫy cạm nữa thôi nha anh em nhé. Là kết thúc bẫy rồi.
Vậy là cái bẫy dây của mình nó vẫn nằm nguyên rồi. Đây. Và một cái bẫy cạm ở bên dưới này nữa. Đây. Vậy là móm rồi anh em ạ. Vậy là kết quả của chuyến thăm bẫy của ngày hôm nay chỉ là được mỗi một em chuồn bạc má thôi. Và mình lại không ngờ là nó vào thì mình lại không mang theo cái gì để đựng, thì bí lại phải cho vào cái tay áo thì cũng gọi là cũng ok, cũng không vấn đề gì. Vậy là cũng là ngon rồi. Thôi và mình sẽ kết thúc chuyến thăm bẫy của mình ở đây. Hẹn gặp anh em trong những cái chuyến đi rừng tiếp theo. Và hy vọng là những cái đợt sau thì nó sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữa, thì vào được những em hàng nó to hơn. Và hôm nay vào được em bạc mã, và một cái bẫy dây của mình đã bị dính một em gì đó và bị đứt đi, và cũng rất là tiếc. Thôi, xin chào anh em. Anh em xem video thấy hay thì nhớ ủng hộ mình để có thêm động lực đi rừng hơn và làm ra nhiều video hay hơn. Chào anh em.